Cát Nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam qua đời, bố mẹ làm ăn xa, không kịp về nhìn mặt con lần cuối. Chị gái bị thương nặng, chưa biết em đã mất. Thông tin Cát Nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam, Đặng Tú Thanh, 14 tuổi, qua đời vì tai nạn giao thông vào hôm 1 tháng 7 khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. Chia sẻ với Vietnamnet, chị Hường, mẹ nuôi của Tú Thanh cho biết, họ hàng và người thân đều sốc nặng khi nghe hung tin. Bản thân chị cũng buồn bã, dây dứt vì cô con gái nuôi xinh xắn, ngoan ngoãn, chị chăm sóc bấy lâu nay đã không còn nữa. Theo chia sẻ của chị Hường, bố mẹ ruột của Cát Nương Tú Thanh đi làm ăn xa ở nước ngoài. 3 năm qua, họ gửi gắm con gái cho chị nuôi dưỡng, trông coi. Chị luôn đau đáu vì trông con bạn, trách nhiệm rất nặng nề. Theo chị Hường, một sư cô lớn tuổi sẽ đại diện gia đình chủ trì tang lễ vì bố mẹ của Tú Thanh vẫn đang ở nước ngoài. Họ đau đớn vì không kịp về nhìn con gái lần cuối. Vào hôm xảy ra tai nạn, xe máy của chị em Tú Thanh xảy ra va chạm với ô tô biển số Hải Phòng. Vụ việc khiến Tú Thanh tử vong, chị gái Tú Uyên bị thương nặng, chấn thương sọ não, gãy xương chân và xương khớp háng. Để chị gái của Tú Thanh tập trung điều trị, gia đình đã giấu tin Tú Thanh qua đời. Chúng con xin được cảm tình với ngài từ mẫn, cố ý cho hương linh tặng Tú Thanh của gia đình chúng con một thời tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện cho hương linh của bé được thập phẩm thượng sinh nơi Phật quốc. Nam mô A Di Đà Phật.